con đường dẫn đưa quán đu đủ đâm. Đu đủ đâm một món ăn đang là gây xôn xao trên cộng đồng mạng của người dân tộc ở Chi Tôn, huyện Chi Tôn, tỉnh Tiền Giang. Để đây nè, tao nói cho. Rồi xin chào mọi người, mời mọi người đến ăn quán đu đủ đâm nè. Ngay đây là chùa Miên nè, quán nó gần chùa Muôn Quyết. Quán tên gì Bi? Như là tên là Risa. Quán tên Risa. Rồi gần tới rồi mọi người xem nha. Đây là chùa Miên rất là đẹp. Là chùa Miên. Chùa của dân người dân tộc Khmer đó. Rồi xin mời mọi người đến ghé quán đu đủ đâm Risa, các món ăn đồ nướng ở xã An Tích, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Đây. Đây quán đu đủ đâm của người dân tộc. Đây là đu đủ đâm. Cách chế biến đu đủ đâm, món ăn đặc sản ở xã An Cư, xã An Tức, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Chiên, con này là con gì? Chân gà, đùi gà. Con này là con gì? Cúc hả? Cúc nướng, chân gà nướng, đùi gà nướng. Ăn kèm với đu đủ đâm. Kèm với đu đủ đâm. Rồi xin chào mọi người, mời mọi người tham khảo và ăn món đu đủ đâm của người dân tộc Khmer ở xã An Tức, huyện Chi Tôn, An Giang. Đây đu đủ đâm gồm có những gì? Có tôm khô ở trên đây, đu đủ sống, đu đủ và tôm khô, đậu phộng. Đây là cà chua, cà chua cà gió đó. Hành ngò. Đây là rau muống, ngò gai. Rồi cái gì nữa? Đậu que, đậu nè. Đây đậu đũa. Đậu đũa. Đó, có mấy món trộn gỏi như thế. Cái gia vị thì của người dân tộc người ta trộn, người ta đâm. Đây là đậu đũa, đu đủ, rau muống, cà chua và các gia vị, chanh, hành rồi đó để đâm vô để làm món gỏi đu đủ đâm. Coi em ăn cái món đu đủ đâm này sao? Ngon hay không? Đu đủ giòn. Đu đủ giòn dai, có cà rốt, đậu phộng ăn vui vui. Cái này bác có trang thêm một cái nước sốt rất là vừa ăn, ngọt ngọt, chua chua, ngọt chua chua, có cà gió nữa. Mà em có thích ăn món này không?
Dạ. Ngày ăn khoảng mấy dĩa? Ngày ăn 10 dĩa. Trời ơi, ăn không dĩa, không ăn được. Trời ơi, có chỗ đâu mà ăn, ở nhà không bán đâu. Nếu có thể thì tôi có thể dọn nhà ra tôi ăn luôn.